Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay túi da nhiệt Cần Thơ lại tiếp tục lên cái sản phẩm mới ha. Và hôm nay thì shop sale nhân dịp cuối năm ha, shop sẽ sale đồng giá. Shop sẽ sale đồng giá 290k bao ship toàn quốc ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu bia cạc đin da thật 100% ha, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 20 và bề dày là 10 để mình đeo chéo, rất là ok ha. Thương hiệu bia cạc đin còn mã code đầy đủ ha, và dạp hiệu thương hiệu bia cạc đin ở đây thì sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn ở đây là lót vải sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp, và bia cạc tin dập ở đây sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 2777 ha, 2777 290k bao ship. Và một chiếc túi đeo chéo quá là đẹp ha, kết hợp giữa màu nâu và màu da, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 24 và bề dày là 10 để mình đeo chéo, rất là ok. Đây sẽ có một cái khóa kéo miệng này, bên trong là lớp vải ha, sạch đẹp, mình có thể mình xách tay và mình đeo chéo, da rất là ok, dây là full da hết. Ở đây bên trong sẽ có hai ngăn này, mình sẽ có thể mình đựng đồ hoặc là đựng điện thoại nhỏ nhỏ ha, và có một cái khóa cái miệng đây là sạch đẹp ha, 290k bao ship. Lên dùm shop một mã là 2744 ha, 290 2744 290. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay quá là đẹp ha. Chiếc túi xách tay này mình có thể mình xách tay, và cái chất liệu là da thật hoàn toàn ha. Màu này là màu vàng bò. Kích thước bề ngang là 20, bề ngang ở trên là 33, bề dày là 18, bề cao là 18 ha, bề dày là 15, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, mình chỉ một ngăn ở đây thôi, lót bên trong là lót da ha, có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 0016 ha, 0016 0016 290k bao ship. Và cái đếm đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Outlast. Thì chiếc túi này thì da bóng ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao 22 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này. Và phía sau sẽ có một khóa cái miệng ở đây, bên trong rất sạch đẹp, và một ngăn ở đây, ở đây nó sẽ có một nút hít 500, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải sạch đẹp dạp hiệu thương hiệu Outlast. Này, thương hiệu Outlast ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Tên nhịp shop cái mã là 7570 7570 290 bao ship. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay này mình có thể đựng đồ đi làm rất là ok ha, hoặc là đựng điện thoại, ví tiền, một bộ đồ vẫn được ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 34, chiều cao 18 và bề dày là 15.
để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa các miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa các miệng nha, bên trong sạch đẹp và thương hiệu dập nổi đây, và có một cái khóa các miệng ở đây. Hai ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 7080. 7080. 290k. Và một chiếc túi Tracy. Tracy là thương hiệu của Ý ha. Bề ngang là 30, chiều cao 25 và bề dày. Bề dày là 17 ha, để mình xách tay và mình đeo chéo, thương hiệu Tracy. 290k và ship toàn quốc. Màu này là màu xanh ha, da rất là chất. Và sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong lót vải ha. Dập hiệu, thương hiệu Tracy đây. Và có một cái khóa cá miệng ở đây. Và hai ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 7579. 7579. 290. Và một chiếc cặp thương hiệu Basso, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao 29 và bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo thương hiệu Basso. Một ngăn ở đây 500 và thương hiệu dập nổi đây. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Và bên trong một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây. Và một ngăn đây dập hiệu thương hiệu ở đây. Có một cái khóa cá miệng đây, sạch đẹp hết ha, sạch tay. Và đeo chéo lên dùm shop cái mã là 2454 ha. 2454, 290k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo ba lô đều được ha. Chất liệu của chiếc túi này là da thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 20, chiều cao 32 và bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo ba lô. Dây để mình đeo ba lô ha, hoặc là mình đeo bao tử để đựng đồ, đựng tiền rất là ok ha. Dây này mình có thể mình kéo ra làm hai để mình làm ba lô nhỏ được. Và đây là miếng tách da, da thật 100% ha, thương hiệu đây. Và sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây, và một ngăn đây, và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng, và một ngăn ở đây nữa ha. Lót là lót vải sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 2537 ha. 2537. 290k ba ship. Kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Lazechi. Nhỏ gọn và xinh xắn. 290k ba ship. Kích thước bề ngang, bề ngang là 20, chiều cao 24 và bề dày là 7. Đeo chéo rất là ok, nhỏ gọn và xinh xắn, nam nữ đều sử dụng được hết ha. Một ngăn ở đây hết 500, và một ngăn ở đây hết 500, và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Bên trong đựng cạc visit với tài tỷ thân, có một cái khóa cá miệng ở đây. Và một ngăn đây, ở đây đựng bút đựng viết, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop cái mã là 8045. 8045. 290. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Gold Lion, da bò rất là đẹp ha, da bò hạt. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao 27 và bề dày là 8 ha, để mình đeo chéo rất là ok. Dây đeo dập hiệu thương hiệu Gold Lion, da thật
hoàn toàn thương hiệu của anh đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng lót vải sạch đẹp, và một ngăn này có một cái khóa cáo miệng lót sạch đẹp hết ha. Và hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở chính giữa ha có một cái khóa cáo miệng, và một ngăn đây thương hiệu Gold Lion ở đây sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một cái mã là 2429. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay rất là dày dặn và chắc chắn, khoen khóa còn rất là đẹp, khoen khóa vàng ươm. Kích thước bề ngang là 32, chiều cao 24 và bề dày là 8 ha. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một hai cái nút để mình mở ra, thì một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng đây, lót bên trong, lót da sạch đẹp ha, dài lại như thế này. Lên dịp shop một mã là 9937 ha, 9937, 290k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Đáp Linh Đôn, da bò hạt, kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao 27 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, chỉ 290k thôi, thương hiệu Đáp Linh Đôn. Mình gài lại như thế này, và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, và đây là miếng tích da luôn, da thật 100%, hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây, lót sạch đẹp hết, dài lại chắc chắn, cặp đi họp rất là ok ha. Có dịp shop mã là 5821, 290k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo màu xanh đen, kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao 27 và bề dày là 8 ha, để mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có một cái khóa cáo miệng đây, lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn đây lót là sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây có một cái khóa cáo miệng sạch đẹp, một ngăn đây ở đây đựng bút đựng viết, và có một cái khóa cáo miệng ở đây thương hiệu Dập Nổi ở đây. Lên dùm shop một mã là 2412, 2412. Và kế đến đó là một chiếc cặp laptop ha, da rất là ok, dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn, kích thước bề ngang, bề ngang là 37, chiều cao 28 và bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Thương hiệu Gold Lion ở đây sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết ha. Và thương hiệu Gold Lion và một cái khóa cáo miệng ở đây, và một ngăn đây ở đây đựng cặp visit giấy tờ tùy thân, một ngăn ở đây đi đựng laptop, và một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Gold Lion. Lên dùm shop cái mã là 6934 ha, 290k, 6934, 290. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu, kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao là 20 và bề dày là 6. Để mình xách tay như thế này, và ở đây sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp thương hiệu, dẹp hiệu thương hiệu ở đây, và có một cái khóa cáo miệng ở đây, và hai ngăn nhỏ ở đây
sạch đẹp hết ha. Và đây là miếng test da của chiếc túi này luôn. Lên dùm shop mã là 0028 290k 0028. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu vàng bò, quá là đẹp, da cực kỳ dày. Kích thước bề ngang 33, chiều cao 30 và bề dày là 13. Để mình đeo chéo rất là ok ha. Xách tay và đeo chéo đều được. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng ha, bên trong lót vải sạch đẹp. Và một ngăn đây và một ngăn đây hết 500. Và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng ở đây. Và một ngăn ở đây nữa ha. Bên trong là lót vải sạch đẹp, có một cái khóa cá miệng ở đây là sạch đẹp. Hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Lên dùm shop mã là 2786 ha. 2786 290. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo. Màu này là màu đỏ cam. Kích thước bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao 24 và bề dày là 11 ha. Xách tay và đeo chéo da rất là đẹp. Có một cái khóa cá miệng đây. Đây là miếng tép da luôn. Da dày dặn và chắc chắn. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây là bự nhất ha. Bên trong dập hiệu thương hiệu Dimarosa và một khóa cá miệng đây. Một ngăn đây và ngăn đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 7402. 7402. Hai trăm chín mươi k bao ship. Kế đến đó là một cặp có thương hiệu Reader màu xanh, kích thước bề ngang là 43, chiều cao 28 và bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này, thương hiệu Reader. Và một ngang đây có một cái khóa cái miệng này, lót bên trong lót vải sạch đẹp. Để mình xách tay và mình đeo vai. Đây mình mở ra thì bên trong có một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cá miệng và thương hiệu Made in Italy và có một cái khóa cá miệng ở đây. Thật đẹp hết á. Lên dùm shop một mã là 2439. 2439. 209. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai màu đau sô cô la. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 14 và bề dày là 9 ha. Xách tay và đeo vai. Ở đây sẽ có một ngăn đây, có một cái khóa cá miệng ở đây, hai ngăn nhỏ ở đây. Và thương hiệu dập nổi ở bên trong ở đây và có một cái khóa cá miệng ở đây. Lên dùm shop một mã là 2727 ha. 290k. Và một chiếc cớp da bóng ha. Chiếc cớp da bóng, kích thước bề ngang 32, chiều cao 16 và bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây mình mở ra thì bên trong có một cái khóa cá miệng ở đây và một ngăn đây, lót là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop mã cớp 200k. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu chữ B. Màu này là màu xanh. Kích thước bề ngang 26, chiều cao 17 và bề dày là 6 ha. Đeo chéo rất là ok, thương hiệu chữ B đây. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Lót bên trong sạch đẹp và có một cái khóa cá miệng ở đây sạch đẹp hết ha.
lên dùm shop một mã là 9981. 9981 290k. Và một chiếc túi đeo chéo full da hết ha. Kích thước bề ngang 13, chiều cao 22 và bề dày là 12, đeo chéo rất là ok. Đây sẽ có một cái túi rút lại như thế này, bên trong full da hết. Lên dùm shop một mã là 2742 ha, 2742, 290. Và cái đến đó là một chiếc túi tay và đeo chéo màu đen, kích thước bề ngang 30, chiều cao 20 và bề dày là 13, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok ha. Ở đây sẽ có một cái khóa cắm miệng đây, lót sạch đẹp, và một ngăn đây hết 500, lót bên trong là lót da ha, có một cái khóa cắm miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Hết 500 rất là chắc. Lên dùm shop cái mã là 0030, 0030, 290. Và một chiếc cặp laptop da rất là ok, kích thước bề ngang 38, chiều cao 27 và bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok, da rất là đẹp. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây là bự nhất, bên trong là lót sạch đẹp ha. Và có một cái khóa cái miệng đây sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 2678. Hai trăm chín mươi k ba xếp. Và một chiếc túi xách tay da dày dặn và rất là đẹp ha, dạng pocket rút miệng, kích thước bề ngang 27, chiều cao 25 và bề dày là 14, để mình xách tay và mình đeo vai. Ở đây sẽ có một cái khóa cắm miệng đây, bên trong lót sạch đẹp và dạng pocket rút miệng ha. Bên trong thương hiệu của New York ha, của Mỹ, có một cái khóa cái miệng đây, mình gài lại như thế này. Cái chất liệu da của chiếc túi này y như là túi vịt vậy ha, nhưng mà thương hiệu khác, chất liệu da giống như là da của túi vịt vậy. Lên dùm shop mã là 0022, 290k, 0022. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang 31, chiều cao 21 và bề dày là 14, để mình xách tay như thế này. Sẽ có một cái khóa cắm miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là bự nhất, thì bên trong lót vải sạch đẹp hết. Hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây, và một ngăn đây có một cái khóa cắm miệng sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop cái mã là 7604 ha, 7604, 290k. Đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo
dây đeo bằng sắt ha, vàng ươm sáng bóng, kích thước bề ngang là 22, chiều cao 24 và bề dày là 11. Để mình xách tay và được chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một cái khóa chống miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp hết á, một ngăn nhỏ đây và một ngăn đây có một cái khóa chống miệng ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 3072 3072 290k. Và một chiếc túi xách tay phía trước dập vân, phía trước dập vân tắc kè, phía sau cũng dập vân tắc kè luôn ha. Để mình xách tay rất là ok. Kích thước bề ngang 30, chiều cao 18 và bề dày 14. Để mình xách tay lại như thế này, sẽ có một ngang ở đây, bên trong lót sạch đẹp á, và một ngang đây có một cái khóa cáo miệng, lót cái sạch đẹp hết ha, và một cái khóa cáo miệng đây, hai ngang nhỏ đây là sạch đẹp. Để mình xách tay rất là ok ha, đồ mới khoảng 80%. Lên dùm shop một mã là 2750 ha, hôm nay shop sale còn 200, 2750 200k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay đeo vai phối lông rất là mịn màng, kích thước bề ngang 28, chiều cao 20 và bề dày là 10. Xách tay và đeo vai đều được ha. Sẽ có một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng và ở đây hít 500 chắc chắn, hai ngăn nhỏ ở đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 2703 2703 290k. Và kế đến đó là một chiếc túi mình đeo vai và hít 500 rất là đẹp ha, kích thước bề ngang 28, chiều cao 18 và bề dày là 9. Để mình đeo vai rất là ok. Ở đây sẽ có một lúc hít 500 và một ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Gucci và có một cái khóa cáo miệng này. Lên dùm shop mã là 3064 ha, 3064 290k bao ship. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu, có thương hiệu ha, kích thước bề ngang 32, chiều cao 20 và bề dày là 10. Xách tay và mình gỡ ra mình đeo vai được ha. Một ngăn ở đây và một ngăn đây, và một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng ha. Bên trong dập hiệu thương hiệu Aigen, hay gần là thương hiệu của Ý ha. Và một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop cái mã là xách tay đen 290k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay ha.
shop bán đồng giá 290k 3 ship. Cô chú anh chị nhớ đến số điện thoại của shop ha, 0973 952 507. Mình có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo và tin nhắn đều được nhé. Chào tạm biệt cô chú anh chị.